Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi. Tiếp tục ngày hôm nay thì bên Điện Máy Ruby của chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một bộ dàn âm thanh sân khấu. Dàn này tổng trị giá là 95 triệu. Thì 95 triệu trong đó gồm có là 4 cây, 4 loa full đôi 40, bass 40 đôi, chép 850 nha mọi người. Vâng, còn như ở dưới là cái thằng sub hầm đôi 50, một cặp sub hầm đôi 50. Thì mình cũng đã gỡ cái lưới ra rồi. Để cho các bạn xem ở bên trong thì cái thằng đây là sub đôi 50, 50 nha mọi người. Bass của RCF luôn. Đây là bên trong nó của nó nha mọi người, sub hầm. Nó nhỏ gọn, bây giờ mình sẽ thiết kế nhỏ gọn cho các anh em đi làm show cho nó thuận tiện hơn. Và cái trị giá của cái dàn này là 95 triệu. Và trong bây giờ mình xin giới thiệu tới quý vị và các bạn là bên cái dàn máy của nó. Dàn máy thì mình vẫn kết hợp cho khách các anh em là một cái bàn mixer Dynacord CMS 1000. Thì cái dòng mixer này thì quá nổi trội trên thị trường rồi, anh em chắc hẳn cũng là biết rất là nhiều nó rồi. Ở phía dưới là một cái đầu chia nguồn 8 line, một con BA260 và một bộ micro cao cấp Ruby của chúng tôi, một con main 2 kênh 2006 Plus. Mình sẽ quấn trong một cái cặp sub đôi 50 và một cái con main 4 kênh mới về của bên chúng tôi, RB1008 Plus. Mình sẽ quấn cho là 4 cái loa phun đôi 40 coi 100. Thì về bên cái mức giá này, bên Điện Máy Ruby của chúng tôi thì sẽ làm rất là nhiều mức giá cho anh em tùy chọn. Anh em muốn dàn trên 100 triệu thì chúng tôi vẫn có, dàn dưới 100 triệu thì chúng tôi vẫn có, hoặc là thấp hơn thì chúng tôi vẫn có luôn. Hoặc là anh em nào muốn chơi trội hơn, dàn 30 tỷ làm cho đài truyền hình, chúng tôi vẫn set up được luôn cho các bạn. Các bạn cứ tin tưởng và đặt niềm tin tới Điện Máy Ruby của chúng tôi. Và bây giờ thì mình sẽ mời anh kỹ thuật viên sẽ test nhạc cho chúng ta một chút xíu. Đầu năm mới mình chơi cái bài Happy New Year nha mọi người. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ tới điện máy Ruby của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Anh em quan tâm về những hàng âm thanh thiết bị sân khấu chuyên nghiệp, anh em có thể liên hệ về với hai số điện thoại 0938 884126 hoặc 0909 377 416. Anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đến trải nghiệm cái địa chỉ là 393 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để chúng ta là trải nghiệm thực tế hơn về với những cái dòng âm thanh thiết bị sân khấu của bên chúng tôi là đang có. Anh em nhớ like và đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ruby của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo chúng tôi giới thiệu về sản phẩm mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.